Đài loan chống tin giả như thế nào dịch tin giả fake news đã trở thành vấn đề cực kỳ nghiêm trọng không chỉ với xã hội mà sự chính trị hóa của nó với sự nhúng tay trực tiếp của giới chính trị còn đang làm hỗn loạn chính trường dẫn đến ảnh hưởng an ninh quốc gia tất cả khiến cuộc chiến chống tin giả ngày càng phức tạp trong số những nơi được đánh giá là thành công trong việc dập tắt sự lũng đoạn tin giả đài loan đang nổi lên như một mô hình cần tham khảo ACV đang lan cực nhanh từ khi chính quyền hợp thức quá hôn nhân lòng tính. Tổng thống Thái Anh Văn làm giả bằng tiến sĩ, vân vân. Đó là một vài trong những tin giả từng lan truyền nhanh như chớp trên mạng xã hội Đài Loan và thậm chí vượt khỏi biên giới hòn đảo này. Cần nhấn mạnh, tin giả ngày nay không phải là những tin đồn gieo rắc hoang mang từ vài cá nhân có trí tưởng tượng xây dựng thuyết âm mưu, mà tin giả là một ngành công nghiệp có thể hốt bộn bạc và sự chuyên nghiệp quá của công nghiệp sản xuất tin giả, còn có sự nhúng tay của các cơ quan chuyên trách nằm dưới sự chỉ đạo định hướng của các đảng phái chính trị hoặc thậm chí nhà nước. Trong trường hợp Đài Loan, điều tra cho thấy chính Trung Quốc đã đứng sau các chiến dịch tung tin giả đánh phá hòn đảo này với mục tiêu chính là bà Thái Anh Văn. Chính quyền Đài Loan đã không để tin giả lan như cháy rừng. Họ dập tin giả như thế nào? Trong bài viết trên Washington Post, ông Aaron Huan Thạc sĩ trường quản trị hành chánh Harvard Kennedy cho biết khi thực hiện luận án thạc sĩ, ông đã phỏng vấn hơn 30 viên chức, chính trị gia, nhà báo, nhà nghiên cứu, đại diện truyền thông xã hội vân vân và rút ra kết luận rằng Đài Loan đánh tin giả bằng ba cách tiếp cận. Thứ nhất, chính quyền Đài Loan giám sát thường trực mạng xã hội để theo dõi tin giả và lập tức phản hồi bằng tin kiểm chứng. Đội ngũ nhân viên chống tin giả tung ra các meme, đồ họa vui mắt dễ hiểu, dễ chia sẻ để lật tẩy tin dẫm. Ngoài ra, việc cung cấp tin kiểm chứng cũng được thực hiện trên các phương tiện truyền thông, chẳng hạn truyền hình, nhằm tạo ra trận bảo mạnh hơn để đẩy lùi cơn lốc tin giả. Thứ hai, chính quyền thường xuyên nâng cao nhận thức người dân qua lăng kính sức khỏe cộng đồng. Họ xây dựng một bộ quy chuẩn, nhận thức công chúng rằng tin giả chẳng khác gì virus, rằng bất cứ ai nhiễm và có khả năng làm lây lan thì phải được phát hiện và được chữa để dịch bệnh không lan rộng. Chính quyền Đài Loan tập trung rất mạnh vào việc giáo dục để nâng cao nhận thức người dân. Họ tổ chức các chuyến xe tải xóa mù truyền thông đến nhiều làng quê để thực hiện những buổi nói chuyện thân mật, chỉ cho người dân cách nhận biết tin giả. Như được thuật từ Taiwan Insight, chương trình này được nâng tầm quan trọng lên đến mức nó được xem là một phần của chương trình giáo dục quốc dân. Việc đánh động thường xuyên và có bài bản khiến người dân đài loan bây giờ thay vì lan truyền tin giả thì lập tức tự giác lên tiếng chỉ trích giả tân văn hay fake news để người khác cùng cảnh giác và không tiếp tay phát tán thứ ba chính quyền đài loan dùng các phương tiện pháp lý và chế tài để khống chế tin giả nói chung và tin tuyên truyền của trung quốc nói riêng luật nhấn mạnh rằng bất kỳ ai hoặc thực thể nào nhận ủng hộ từ các thế lực bên ngoài thông qua đóng góp tài chính trong các cuộc bầu cử hoặc trưng cầu dân ý, thông qua vận động hành lang vân vân để tung tin thất thiệt gây bất ổn chính trị xã hội, đều có thể bị tù 5 năm và bị phạt 10 triệu đài tệ, tức khoảng 335.000 Mỹ Kim. CTI TV, một trong những đài truyền hình lớn ở Đài Loan, đã bị phạt hơn 5,63 triệu đài tệ, tương đương khoảng 186.000 Mỹ Kim vào năm 2019, tội phát tán tin sai lệch thất thiệt chính quyền cũng hợp tác tốt với các công ty truyền thông xã hội trong đó có dịch vụ tin nhắn line phổ biến để chặn đứng tin giả khi phát hiện một bản tin có mùi fake news người dân có thể gửi ngay đến trạm kiểm chứng cofax đó là một website nơi có đội ngũ tình nguyện viên nhanh chóng truy tìm nguồn gốc và xác định mức độ khả tính của thông tin phối hợp cùng cofax là trung tâm kiểm chứng thông tin đài loan website thường xuyên cung cấp cập nhật những tin được xem là virus tin giả chưa hết chính quyền còn tạo ra những diễn đàn công cộng mà chính người dân quản lý gọi là v taiwan để mở ra những cuộc đối thoại tranh luận nhằm tìm kiếm sự thật hơn là hoang mang với những thuyết âm mưu vớ vẩn không bằng không chứng có thể thấy phương tây nói riêng và nhiều quốc gia nói chung đã phản ứng với fake news rất quyết liệt nhưng bằng những cách thức rời rạc và không có chính sách cụ thể sao cho có thể kêu gọi toàn xã hội cùng tham gia như cách mà Đài Loan đang làm. Hệ thống kiểm soát tin giả (EU and disinfo) của Liên minh châu Âu đóng vai trò chủ yếu như là nơi kiểm tin cho giới báo chí chứ không phải là bộ chỉ huy có thể đưa ra các vũ khí hữu hiệu để tiêu diệt fake news. Báo chí Mỹ nhiều năm qua đã lập những trang kiểm tin giúp tìm ra sự thật trước những tin giả cụ thể nào đó đang lan truyền chẳng hạn loạt tin về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, những người nhiễm virus tin giả gần như chẳng bao giờ quan tâm đến các trạm y tế chích ngừa tin giả. Mặc cho báo chí nỗ lực cung cấp sự thật, những người mê mũi tin giả vẫn khăng khăng, tin giả không phải là fake news. Miễn sao fake news phù hợp với những gì họ đang tin là đúng. Điều đáng nói hơn cả là chính không ít người làm báo lại là những kẻ hâm hở chia sẻ tin giả. Mức độ tai hại nghiêm trọng của tin giả là, trong nhiều trường hợp, chỉ một mẫu tweet không hề chứng cứ vẫn được tin sái cổ, trong khi tin thật lại được dán nhãn, tin giả. Chống tin giả bây giờ không chỉ là cuộc vật lộn mang lại sự thật, mà còn là một cuộc chiến tâm lý phức tạp chống lại những tín đồ cuồng tính.